Quý vị và các bạn đang xem tranh đắp lỗi xi măng trên tường của họa sĩ Phạm Tuấn Thành, đắp năm cuối năm 2019 tại nhà anh Oánh, khu Nguyên Khê, thị trấn Cẩm Giang, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương. Mời quý vị và các bạn xem và thưởng thức. Hỏi thăm dò người trong xóm tin.